Bộ đồ đẹp quá à. Trong lúc mọi người nấu ăn thì Quốc Thuận đã phải âm thầm sắp xếp bài mưu tính kế cho người đón từ ở dưới Gò Đen lên đây. Trời, cảm ơn Thuận. Đúng luôn. Bài mưu tính kế là đi xuống dưới Gò Đen luôn đó hả? Đúng rồi. Hèn làm gì rồi. Chị biết trong quá trình mà chị nấu ăn chị nói ủa sao Quốc Thuận vậy đâu đó. Không vậy biết đó. Thì bởi vậy chị cứ tưởng là em bỏ để em nghĩ quen rồi. Chị còn nghĩ là trong chợ này có nhỏ nào chân dài đẹp nó thu hút em em bỏ mọi người vậy. Tao bây giờ hai bà xui gặp nhau thì có cái điều quá gì à. Nói không? Nãy muốn khóc gì thấy chị muốn khóc gì hồi nãy hả? Lợi Quốc Thuận nói bây giờ chị xui biết không hỏi chị xui sao? Thấy bất ngờ ghê mà, đâu có biết mà tưởng chị bệnh ốm nha nhưng mà cuối cùng nói là chị không có sao mừng quá. Khi nào cũng lo bằng từ viên thuốc miếng ăn mỗi ngày mà ôi nội nè về điện lên con lấy cho chị xui ăn này cần nha vô đây hai bên nội ngoại có đầy đủ hết à, và hy vọng rằng là gia đình chúng ta lúc nào cũng vui vẻ cũng đầm ấm cũng tươi vui như thế này nha. Rồi bây giờ mình thử nướng cái món bún riêu này xong ăn xong rồi chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nha. Cô hồi nãy con thấy cô đi vô đây nè, cô giác đồ mà khệ nè dữ lắm, cô tính dọn nhà đây ở với lại bà Xui hả? Biết sao không, mỗi lần mà cô lên đây á biết bà Xui khoái đủ đủ. Tôi biết hết hồi nãy là hồi nãy tôi đón đường ở ngoài kia là tôi biết hết rồi. Một tơi một tơi luôn nè. Rồi sao cô khỏe vậy? Cái món này nè là cho con gái Xui quá nè. Rồi cái này là bắp chuối là cho con gái lớn. Đúng rồi, đúng rồi. Không, trời ơi, tôi biết hết á. Đây nè, đi qua đây thăm xong rồi chiều đi thăm ghé lớn. Trời ơi, cái mì toàn là đồ. Đó, bắp chuối cho ghé lớn nè. Rồi cái món này à, cho Quốc Thuận nè. À, có cho bà Xui. Bà con ơi, mại vô đi bà con ơi. Bánh mì chay miễn phí nha. Cái chỗ này bà này đẹp quá. Dạ. Con đẹp quá hả? TV xấu quá. Thôi bây giờ. TV xấu quá hả? Thôi bây giờ. Sao vậy? Gia đình em cũng trải qua nhiều biến cố rồi. Lúc đó mẹ của em thì cũng bông hư. Thật sự mẹ chồng em mà sống được tới thời điểm này là 9 năm á chị. Là một kỳ tích. Nghe là bác sĩ nói là mổ không được là tại vì chị tiểu đường. Tôi nói thôi bây giờ rước chị về dưới quê tôi ở. Tôi lo săn sóc chị là nửa tháng trời luôn. Là nhờ mẹ ruột em giúp đỡ, mẹ ruột em bán đất luôn á. Bán đất ở quê để giúp đỡ. Nên là tụi em muốn mình trả ơn lại cho cuộc đời. Tại vì lúc nuôi mẹ thì cũng ăn cơm từ thiện không. Hay quá. Tưởng đâu là baby girl không à. Trời ơi. Nhìn chị hôm nay giống ai vậy? Vậy hả? À. Chị giống Phi Nhung. Chị là Phi Thuyền nha cưng. Ủa chị ơi. Hả? Không lẽ nhân vật của mình kỳ này là ở trong trường tiểu học Hồ Văn Cường? Không phải. Chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà ngày hôm nay mình sẽ ghé đến một ngôi nhà. Ngôi nhà? Ngôi nhà đó là ngôi nhà gì? Có người. Có gia đình. Có gia đình đầy đủ luôn. Có gia đình đầy đủ luôn. Chồng con cái dâu rể đầy đủ. À có ăn không? Ăn chứ. Tất nhiên là mình đi đến mỗi nhà là cái điều quan trọng là mình phải được ăn. À cái món ăn của cái nhà đó là cái món gì được không ạ? Món ăn đó cực kỳ thuần Việt. Thuần Việt à? Ăn một tô thôi là em mê liền. Ôi cháo lòng đúng không? Không phải. Chứ gì? Bún riêu chay. Ủa sao tự nhiên đi ăn chay? Nay mình ăn chay đi, mình tịnh tâm, mình bớt khẩu nghiệp, mình bớt nói người này người kia, mình bớt gian ác đó hiểu không? Ăn chay á, em rất là khoái nha. Mà quan trọng là gì? Cái món ăn nó chỉ là cái phần nhỏ thôi. Cái phần chính là gì? Là chúng ta sẽ đi đến và gặp gỡ một cái nhân vật hết sức đặc biệt trong chương trình kỳ này. Ha. Đúng rồi. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa nắng quá. Bây giờ nắng chúng ta quá. Vô trường. Đi đi. Không, vô nhà. Vô nhà, đi. Dạ chào cô chú. Nè tiệm cơm chay nè. Ôi chào. Ủa? Em trời ơi. Ôi hôm nay có mặt bán hàng mặc đồ thấy cưng. Cái quan trọng là đây là một nhân vật đã từng xuất hiện ở trên chương trình Vợ Chồng Son và được rất rất nhiều khán giả yêu mến. Tại vì em với chồng em là học chung lớp điện tử. Nói chung lớp thì đông lắm anh, 80 người.
mà đặc biệt có mình em con gái thôi. Thì ngày đầu tiên đi học là thầy giáo nói không được em ơi, chắc em phải đổi lớp đi chứ không chịu nổi lũ yêu tinh này đâu. Thì em mới nói dạ thầy yên tâm, chưa biết ai yêu tinh đâu. Học chừng nửa tháng thôi ăn hết hết nguyên lớp tụi em luôn đó. Công việc của em hiện giờ là như thế nào ạ? Nói chung giờ là tụi em theo con đường thiện nguyện luôn. Theo con đường thiện nguyện, em mở quán chay tùy tâm á, cho những người khó khăn. Bữa nay là em phát bánh mì miễn phí, ông xã em về đem bánh mì về. Ôi, trời ơi, bữa nay là phát một lần bao nhiêu bánh mì đấy hả? Dạ, đó, là phát miễn phí đó. Cách đây khoảng 7-8 năm về trước thì vợ chồng em có tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Còn bây giờ thì lúc đó là mới có một bé, bây giờ em hai bé. Bây giờ quay trở lại làm cái nữa là không chừng thêm bé nữa. Rồi. Anh Thuận thấy em đẹp hơn không? Đẹp hơn nhiều. Đó. Bà con ơi, mại vô đi bà con ơi. Bánh mì chay miễn phí nha. Có chỗ này hả? Dạ, cho bữa cô, trời ơi. Cô chờ chút xíu nha cô. Những ai mà đi đến chợ Phước Bình thì không thể nào mà không biết đến tiệm chay, quán cơm chay tùy tâm. Cứ mỗi một tuần như vậy là sẽ có 3 ngày bán 2.000 đồng. Còn một tuần là phát miễn phí một lần. Quảng cáo giùm cho tiệm cơm chay tùy tâm. Bà này đẹp quá. Dạ. Con đẹp quá hả? TV xấu quá. Thôi bây giờ. Ủa, TV xấu quá hả? Thôi bây giờ. Sao vậy? Mấy người trên TV con mà. Rồi, mấy người TV là xấu mà ngoài là đẹp hơn đúng không? Yeah. Con thích điều đó. Kim Long em bán 2.000 rồi sao em lời? Dạ không chị, khi mà mình quyết định mở quán là mình đã để dành khoảng 2 năm rồi. Kim Long ơi. Dạ. Đừng có để ca nha. Một cái lần phát như vậy là khoảng chừng bao nhiêu ổ? Từ 120 tới 150. Có tuần em phát bánh mì chay, có tuần em phát bún gạo xào chay, có tuần em phát cháo chay. Vậy hả? Nói chung em làm gì là cũng có ông xã em phụ lắm hết. Có ông xã em mới làm được chứ không làm. Vậy hả? Anh thấy cái này đây. Đó. À, thấy không? Trời, lâu lắm rồi nè. Wow, đẹp 5 đôi. 5 năm trước nè. Hai chồng đẹp đôi quá à. Nhìn thấy Quốc Thuận 5 năm trước chưa? Trời ơi, Quốc Thuận sao hồi này bụng em không có nè. Thấy ai chưa? Sao giờ mở không vậy? Thấy ai chưa? Chị Hồng Vân. Dân ơi, bà nè Dân ơi. Lúc đó chị Vân cũng gọn bưng à. Đâu giờ vẫn gọn mà. À, cha. Một ngày mà hai vợ chồng phát số lượng bánh mì như vậy chắc cũng mệt mỏi chưa à? Dạ không, vui anh. Lúc trước là mình tham gia thiện nguyện là mình đi vô bệnh viện, mình giúp cho người này người kia. Nhưng mà em mới nhận ra thấy ở đây là cô chú vé số rất là nhiều, rồi bị tàn tật rất là nhiều luôn. Thành ra em mới muốn là người ta không có bệnh nhưng mà người ta khổ thì mình chia sẻ một bữa ăn. Nó không đáng bao nhiêu nhưng mà giúp người ta no bụng thì người ta tiết kiệm được. Ví dụ bao giờ một phần ăn ở ngoài anh ăn ít như phải 20.000 rồi. Thì người ta sẽ tiết kiệm cái đó để người ta lo cho cuộc sống. Nhưng mà chị đang nghĩ là tụi em phải có một cái số vốn hay là có một cái nhà tài trợ đó họ giúp cho mình thì mình mới có thể làm được cái chuyện từ thiện này. Không phải mình không thể dựa vào một nhà tài trợ nào. Có thể hôm nay người ta đang giàu có nhưng mà chị thấy dịch bệnh không? Nhiều khi tới cái là đùng một cái là người ta suy sụp là mình không có nhận những cái đó hoài được. Thành ra em muốn với chồng em là mình tự chủ trước. Hoặc là có mạnh thường quân nào thấy quán mình tốt thì đúng người ta ủng hộ thêm, đóng góp thêm. Thật sự cuộc sống có những cái mình không có ngờ là khi mà em lấy chồng em á, bà nội cho tụi em một miếng đất. Nó giống như miếng đất nhỏ thôi. Nhưng mà thì tụi em có để dành sẵn một số. Rồi cái miếng đất đó là em bàn với lại chồng em. Rồi em bàn mẹ chồng em là em xin phép là được bán miếng đất đó đi. Để em có những một số tiền nhất định để lo cho cuộc sống. Có nghĩa là trong suốt một năm nếu em mở quán thì em vẫn có tiền để sinh sống được. Rồi em lấy một phần lời đó ra để em bỏ vô trong cái quán này. Mẹ chồng em ủng hộ. Tại vì gia đình em cũng trải qua nhiều biến cố rồi. Thật sự mẹ chồng em mà sống được tới thời điểm này là 9 năm đó chị. Là một kỳ tích. Lúc đó mẹ của em thì cũng ung thư. Thì tụi em nghĩ là cầu chờ cho mẹ của em giống như đứa cháu đầu á, được gặp mặt đứa cháu đầu thôi. Thì tụi em cũng mãn nguyện rồi. Tại lúc đó tình trạng mẹ em cũng nặng á. Ông chờ cũng thương cho tụi em. Để đến giai đoạn này bà nội cũng thấy được mặt đứa cháu thứ hai là đứa cháu trai. Đứa cháu trai luôn. Tụi em thấy may mắn nhất là cái điều đó thôi. Chứ còn kinh tế thì vẫn như vậy thôi. Chứ không có thay đổi gì hết. Tại vì sau vợ chồng Son á là mẹ em bệnh thêm 6-7 lần thập tử nhất sinh nữa đó. Là nằm vòng trong bệnh viện là thấy thua luôn á anh. Thấy thua luôn á, tưởng đâu là không có qua được. Đó, thành ra là vượt qua được. Nhưng mà rồi tiền bạc lúc đó mình cũng eo hẹp lắm luôn á. Là nhờ mẹ ruột em giúp đỡ, mẹ ruột em bán đất luôn á. Bán đất ở quê để giúp đỡ. Có nghĩa là em nói những giai đoạn mình cứ tưởng là mình không bế tắc rồi đó. Bị bế tắc á. Nhưng mà nếu mà tình cảm em dành cho chồng em với lại mẹ chồng em mà không vững á, có thể là em nản, là có thể là em cũng sẽ mình từ bỏ luôn á chị. Đủ thứ chuyện hết.
Nhưng mà cuối cùng là trời cho lại mình tất cả luôn. Là tới thời điểm này là em khẳng định với anh chị là cuộc sống của vợ chồng em rất ổn. Quá tốt. Có nghĩa không giàu nhưng mà tụi em có thể là giúp được cho người khác và lo được cho bản thân mình đầy đủ. Sao bản thân mình được? Dạ, nên là tụi em muốn mình trả ơn lên cho cuộc đời. Tại vì lúc nuôi mẹ thì cũng ăn cơm từ thiện không. Hay quá. Em sẽ nấu món bún riêu mà mình lấy cái riêu cua từ sữa đậu nành. Ồ, hèn gì nãy giờ chị đang nói là cái nước đặc đặc này là nước gì hết? Cái nước này là sữa đậu nành. Còn cái nội bên đây là cái hầm trái cây, rau củ quả đó, là mình lấy nước dùng nè. Thay vì mình hầm xương đó chị, thì em hầm cái nước dùng trước một lát để mình bỏ vô trong cái nồi này. Là củ quả là gồm có su su, cải trắng, cà rốt, củ sắn. Ở bên ở Mỹ là tụi chị nấu là dùng bằng táo luôn đó em. Táo nó ngọt kinh khủng luôn. Mà táo bên nó rẻ không ai ăn luôn. Ở đây táo nó 90 ngàn một ký rồi. Thì bởi vì đây chị là thấy là nấu mía nè, nấu củ cải nè, với lại su su. Mà cũng ngon. Có nhiều bạn thì sẽ dùng chanh, dùng giấm. Nhưng mà em muốn dùng me thì cái vị nó ngon hơn. Vậy hả? Chừng nào mà nó kết tổ thì mình dừng. Hay ha. Thì nó hơi chậm chút, mình phải đợi. Có như mặc dù 2 ngàn nhưng mà mình phải nấu ngon chứ không phải là nấu cho có đó thì đó chị đánh lên nè, chị nó lên rồi, chị thấy không, nó lên rồi đó, nó lên riêu rồi đó, nó lên riêu này, nó béo lắm. Thực ra nào giờ chị nấu là chị nấu bằng đầu ngũ non á, nhưng mà lần đầu tiên chị thấy em nấu sữa đậu nành chắc chị phải về bắt trước đó một hồi, cái nó sẽ lên từ từ đó, mình đợi cái nước nó trong lại là nó kết nè, đó thấy là nó kết đó, nhìn hấp dẫn quá, tự nhiên đói bụng dễ sợ cái gì ơi. Nhưng mà mình đừng có để cứng quá nó không ngon. Đúng rồi, nếu vừa phải thôi. Nếu mà chị muốn cứng gì là chị để muối nhiều. Mắm tôm đó có bỏ trong nước riêu không? Thật sự mắm tôm này là chao với tương xay lên. Còn nếu chị muốn ngon là chị bỏ nấm rơm xay nữa mà chị nấu lên. Đó là nó sẽ ngon. Rồi mình nêm đường, muối gì đó vừa ăn với mình thôi. Ở giờ chị Nga có thường ăn chay không? Chị là ăn chay thường xuyên đó. Vậy đó chị. Có khi chị ăn cả 2 năm. Xong rồi cái gia đình chị la quá, nói bây giờ chị có một con bé thôi mà con ăn riêng, mẹ ăn riêng, nhưng nó mất cái tình cảm mẹ con. Nên là mẹ con phải ăn chung. Nhưng mà thật sự cái cách ăn của chị hàng ngày á, chị không có phải là cái người thích ăn mặn. Chị thích ăn canh, ăn rau xào nhiều. Còn đồ ăn mặn á, chị ăn có chút xíu à. Thì cái này nè, mình muốn nêm miếng một nêm cũng được. Đúng rồi, cho nêm với lại bỏ miếng nước súp vô cho nó thấm. Rồi. Tranh thủ trong lúc Thuyên Nga phụ hai vợ chồng Kim Long nấu bún riêu chay thì Quốc Thuận sẽ đi đón một người. Đây sẽ là một nhân vật rất là bất ngờ tặng cho hai vợ chồng Kim Long nha. Bất ngờ dữ lắm, bất ngờ dữ lắm. Anh ơi, anh uống gì anh? Không có chút nữa. Trả chỗ. Cái chỗ này chỗ bán sữa đậu nành ha. Không phải nhân vật này. Dạ. Chào chị, đây em phụ nè. Quà ở dưới quê đem lên đó. Quà dưới quê lên đó hả? Đủ rồi, với bắp chuối rồi này kia nọ. Sao chị, ngồi xe lên đây mệt không? Để gặp Quốc Thuận như tiếng Nga. Thật ra cũng không có mệt, mà vui nữa. Chị có thể chia sẻ về cái gia đình của chị. Dạ. Cô sanh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Dạ, thì cũng sống cuộc đời cũng như em ả. Nhưng mà tới năm 1995 là ba nó mất. Tại vì cơn bệnh ung thư. Dạ. Rồi bỏ lại ba mẹ con. Thì tôi cũng ráng gồng gánh nuôi ba đứa nhỏ cho tới lớn bây giờ đó. Chắc có lẽ là vì là sống trong cái hoàn cảnh là ba mất vì các bệnh đó. Cho nên chính vì thế mà khi mà Kim Long về ở bên gia đình chồng, ở mẹ chồng lại mắc phải căn bệnh này, cho nên là chắc chắn là Kim Long sẽ rất là sợ trong cái việc đó. Có như lặp lại. Thấy thương lắm. Mỗi lần tôi nhắc tới chị Xu là tôi cũng như là còn muốn nghẹn ngào nữa. Hôm qua nó cái vụ chương trình này là cái tôi coi lại Vợ Chồng Nàng Dâu. Là tự nhiên tôi nước mắt tôi không bao giờ tôi cầm được hết. Thứ nhất là chị rất là hiền. Thứ hai nữa là chị mẹ là mẹ chồng, nhưng mà chị đối xử như mẹ với con gái chứ không phải là dâu nữa. Thành ra mình thấy cái tình cảm của chị Xu đối với con gái mình là mình đã thấy thương chị rồi. Tính chị hiền hậu lắm.
thành ra mà lúc mà chị bệnh hoạn thành ra có lúc nào cũng có tôi túc trực kế bên chị. À, có nghĩa là trong cái thời gian mà chị Hương bệnh á là dạ, ở trên luôn này. Nghe là bác sĩ nói là mổ không được là tại vì chị tiểu đường. Tôi nói thôi bây giờ rước chị về dưới quê tôi ở, tôi lo săn sóc chị là nửa tháng trời luôn tại dưới quê á. Trời ơi, đang tập cho chị đi luôn. À, rước bà xui về dưới quê đúng luôn. Đúng rồi, rước bà xui về dưới quê luôn. Đó, rồi ở với tôi nửa tháng. Tại vì bà buồn chứ mới là tôi kêu bà ở với tôi luôn cũng được nữa. Nhìn vào cái đôi mắt của chị, em cảm nhận tất cả mọi thứ đều là thật á. Nó thật, rất thật. Đó. Khi mà tôi lên nhà chị nha, cái gì chị cũng như là mặc dù chị bệnh chị lo đàng hoàng lắm á. Mà khi mà lúc mà tôi sắp sửa tôi về nghe là sáng dậy sớm nha. Lo mua đồ để tôi ăn sáng rồi tôi mới về. Chị Xu là vậy đó. Nghĩ người ta không à, chứ chị Xu ít khi nghĩ tới mình lắm. Hay quá. Cái con người của chị rất là tốt, nói thật. Mà nhiều khi cái tốt vậy mà giúp chị qua hết những cơn bệnh hoạn. Cái bộ đồ này nè, đánh giá cái gì trời chị Xu lo cho tôi. Chị mua cho mai cho tôi thật nhiều chứ không phải là một bộ đồ này không đâu. Cái vái, nhiều vái lắm. Nhưng mà những cái bộ đồ này tôi thấy là coi hiền nhất. Đó. Thấy thương chị lắm, mặc dù chị không có khỏe nha, mà chị mai từng mồi kim mối chị. Là cái áo này là chị mai, chị mai đó là xuất thận coi, tôi đứng lên chị cứu thận coi nè, cái vái luôn, bận với cái vái luôn, cái áo với cái vái luôn. Trời ơi, đó. Dễ thương quá trời. Đó là vậy đó. Bây giờ hỏi thì Quốc Thận nói, chị Xui đang trong tình trạng là rất là khỏe. Thôi mừng quá. Thôi bây giờ nè, chút nữa Quốc Thuận ra kêu mới được vô nghe chưa? Rồi. Còn bây giờ ngồi ở ngoài này uống hết ly nước cam đi. Rồi. Nha. Không ai biết chị vô đâu nghe. Ừ. Không ai biết chị tới đây đâu nghe. Vậy chị sắp lại nha. Chỉ có Quốc Thuận biết thôi nghe. Rồi. Cái này là tô này mình làm cho hai chị mình ăn phải không? Không, này em làm cho chị hàng xóm nhà em. Cái gì? Cho hàng xóm ăn trước hả? Dạ. Dạ, nói chung ở đây là hàng xóm vui lắm. Em vậy nói hả? Em cho thì cứ mốt ta cũng có cho mình. Mà ồ, vui. Ồ, hay nha. Mình ăn thì hết, ta ăn thì còn. Cái gu này là giống Thúy Nga nè. Bà Mỹ đó. Dạ. Ngày nào mà rảnh không có xô chậu gì đó là ngày đó nấu một cái nồi bún thiệt là to, hoặc nồi phở hoặc nồi bánh canh. Mà ép người ta đến ăn nha, không ăn là giận. Đúng rồi, mình mà, nấu. Nhưng mình mà mình nhờ cái điều đó, khi mà người ta có nấu gì ăn là người ta kêu Thúy Nga lại. Nói chung tháng giả bộ mình nấu lần cho mọi người ăn vậy đó. 29 ngày còn lại là dân tình nấu cho mình ăn. Đây. Trời. Chị, cô, ăn riêu đi chị. Cô hôm là... nay không phải là Kim Long nấu đâu mà Thúy Nga nấu á. Chị cầm ăn đi rồi ăn xong là chị cầm lòng không đậu luôn á. Ngon xỉu luôn. Chị, ăn muốn gì? Trời ơi, bán gạo phải không? Lâu lâu ủng hộ gạo cho em nữa. Trời ơi, người ta là bây giờ gạo bán luôn. Đúng rồi. Dạ, em Thúy Nga đi anh. À đúng rồi. Hôm nay bún riêu này của Thúy Nga nấu. Rồi, à, chay đấy, ngon lắm. Vậy cảm ơn Thúy Nga. Bác cứ dùng đi. Bác dùng, bác ăn là thấy ngon rồi thì em lại bới tiếp qua cho bác. Đấy. Nha. Rồi, dạ. Thúy Nga nha. Trời ơi, nhà gạo nhiều nhỉ. Mình cho tô bún mốt mình lấy gạo lại. À, mình cho có tô bún mình lấy một tạ gạo. Nói chung Kim Long cũng là một người rất là thông minh. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ruy, bảo hành lên đến 10 năm. Bé này thì giống cha ha. Trai giống mẹ nè. Quá. Chú ngồi ăn bún riêu chú. Nay con dâu chú nấu bún riêu đó. Cảm ơn. Dạ. Chú thấy con dâu của chú sao, đảm đang không? Cái hình thức là cứ lanh lẹ, cũng ngoan. Sao đến nhà nào đàn ông cũng kiệm lời trơn, nói rất ít nhưng mà nói rất là chính xác. Tới giờ ăn rồi mà tự nhiên Quốc Thuận biến mất đâu rồi trời. Taxi. Ai nhắc vậy? Trời ơi, dịch tới. Trời ơi, em mới đi ăn gì no phải không? Nói đâu mà no, đói muốn chết luôn à. Một gia đình ngồi chung với nhau nha. Chú ở trong nhà gì đó, rồi chú thấy hai vợ chồng của Kim Long với Nhân này nè, có giờ gây gỗ nhau không? Đôi khi tụi nó cũng có lớn tiếng mà phải phiên tụi nó, đứa nhịn câu cái lời nói thì có cho gây qua gây lại để tranh luận đây đúng hay sai. À, chung của em cũng dữ lắm, là lớn tiếng thôi. Mạnh hơn hai đứa gây lộn rồi. Anh đoán nghe chắc con Nhân nó thua đúng không? Tại cái miệng này sao lại cái miệng này? Đúng không? Hả? Đúng không? À. Em ăn mà quên bằng. Buổi sáng em thua chứ tối thì em thắng. À.
Phương ơi, cái nhà mình thì cái diện tích nó hơi nhỏ. Vậy thì có thường xuyên ngồi ăn cơm hay là ngồi dùng bữa giống như thế này không ạ? Có trên gác. Trên gác á. Mình nấu dưới này mang lên trên gác. Một ngày mình tại vì đây bếp chai chị nghe. Ở đây bếp chai, ở chợ đây bếp mặn. Thường là cả nhà ngồi ăn với nhau nói về câu chuyện gì? Thì cũng nói về sức khỏe của ba mẹ nè. Nói chung là sức khỏe bà nội là ưu tiên hết. Rồi thứ hai là về cái quán của em. Rồi nhiều khi mẹ sợ em mệt á, giống như mở quán này rồi sợ em mệt rồi mẹ hỏi rồi bán rồi ví dụ là có quá mệt hay không, có làm nổi hay không. Rồi bà nội thì có hai đứa nhỏ thì em lên em hỏi thăm hai đứa nhỏ nãy giờ ở trên đây nó làm sao. Như vậy đó. Nói chung á là em với lại chồng em á là thống nhất một điều là vậy nè, có gì là trong gia đình sống là phải nói ra. Có gì nói hết là trong bàn ăn là nói, có thể là nhưng mà nói những chuyện vui nhiều hơn rồi. Không nói chuyện buồn, còn chuyện buồn thì có thể là mình nói riêng sau bữa ăn, bữa ăn mình nói. Đúng rồi. Rồi những lúc mà hai chồng giận nhau rồi lên ăn cơm sao Nhân? Nếu em có lỗi là em làm đồ ăn ngon lắm. Vậy hả? Chồng vui lại liền luôn trong khoảnh khắc phải không? Là thấy thương liền á. Nhà mình trong bữa ăn có lấy cái những cái ai mà có cái sai sót gì hay là góp ý không đúng gì cái ra bàn ăn góp ý xây dựng lắm. Dạ tại vì mình nghĩ em chờ đánh mình tránh bữa ăn. Hồi nãy là có cái chi tiết mà Quốc Thượng đang muốn tìm hiểu đó chính là chị Xui hả? Là mẹ của Kim Long lên đây thì con cũng muốn biết rằng là cái tình xui gia của hai bà Xui như thế nào. Nói chung là rất là cũng như là thân thiết lắm, có nhiều người ta nhìn tưởng chị em thân ruột luôn á, tại bà Xui bà cũng lo cho tôi lắm. Nói chung là lúc bệnh hoạn này kia vô bệnh viện nuôi luôn. Giờ đó hết bớt bệnh rồi về á, người ta cho xuất viện về á, bả rước về tới dưới quê nuôi luôn. Ở dưới quê? Về với nhà dưới nuôi. Lúc đó Kim Long có đi không? Lâu. Không, mới sanh này mà nuôi 10 ngày. Vậy đó hả? Ủa thấy thương. Hai tuần đó hả? Mà mẹ của Kim Long chắc còn trẻ thì mới chăm nổi nha hả? Lớn hơn. Mà vẫn chăm cô được luôn. Mẹ tại vì khỏe hơn. Giống như là mẹ giống như là tháo vát hơn với có sức khỏe á. Thành ra là mẹ em lo hết cho bà nội à. Thương mẹ em hồi đó mới gả em chứ chị biết cái thời điểm mà mẹ em bị ung thư đủ thứ khó khăn á, đâu có ai cho cưới đâu. Ai cũng nói mẹ em tự nhiên bị gì hay sao gả con vô gia đình mà ta bị ung thư rồi, chị biết ung thư là tốn tiền biết bao nhiêu. Đúng rồi. Rồi lỡ mẹ nằm một chỗ nữa là coi như khổ đời em không. Ai cũng nói mẹ em là người ta dùng chữ điên luôn á. Em thì em nghĩ lúc đó mới có 21 tuổi à, em nói trời ơi tự nhiên chưa có gì hết trơn mà về đã nuôi mẹ suốt mấy tháng trong bệnh viện là thấy là ngán ngược ngán xuôi rồi. Mà mình nghĩ là mẹ bệnh mình gán nuôi rồi giờ cưới về mình còn phải chăm sóc cả ngày lẫn đêm nữa, tự nhiên mình thấy hơi sao nhiên cũng thấy bi quan lắm luôn. Đúng rồi. Cái mà em cũng không muốn cưới mà mẹ em nói là con nghĩ nếu mà bây giờ mẹ bệnh ha mà thằng Nhân á nó đối xử với con giống vậy đó, nó bỏ con lấy người khác thì lúc đó con nghĩ sao, tàn nhẫn quá. Mẹ nghĩ kệ đi, con cứ việc lấy đi, có đức mặc sức mà ăn. Mà chị biết ha, trước ngày cưới một tháng là mẹ em nằm một liệt một chỗ không đi được. Không đi được, tới chừng gần tới ngày cưới thì mẹ em đi đứng bình thường. Đám cưới của em là rất là lớn luôn, bà nội chịu chơi lắm. Chịu chơi lắm, cỡ nào cũng chịu chơi. Hoành tráng luôn, giỏi vậy. Cái tình hình sức khỏe của cô hiện giờ đó là nó như thế nào? Thì bây giờ coi như sức khỏe của tôi thì nó cũng về bệnh ung thư là có lẽ nó hết rồi sao? Không có thấy tái vợ gì hết. Còn như là bệnh những cái bệnh mà như là thấp khớp rồi cũng như là nó đau cái chân này kia đó, tiểu đường này kia thì nó vẫn còn. Thì mỗi ngày phải uống thuốc vậy đó. Và bây giờ hôm nay đó thì Quốc Thượng VG Nga trước tiên là đến đây với chương trình là gõ cửa thăm nhà. Thì dĩ nhiên nãy giờ là mình thăm hỏi rồi, mình cũng chia sẻ cuộc sống rồi. Còn bây giờ Quốc Thượng có một món quà muốn gửi tặng cho gia đình. Không biết là cô có đoán ra món quà là món quà gì không ạ? Món quà này độc đáo lắm. Độc đáo lắm nha. Và đây cũng là món quà mà Quốc Thượng mang lên cho gia đình. Trời ơi đó, ngoại lên kìa. Trời ơi, ngoại lên ngoại hường hơn chị Thúy Nga luôn. Đây cũng là mà đây cũng là một món quà đó. Bà Xui quá, bà Xui khóc. Nói chung là không hẹn mà hai người ta nó hường điệu. Bộ đồ này là của bà Xui mai cho. Ồ vậy hả? Bộ đồ này bộ đồ em Xui cho nên thành ra nay bận tay mặt. Trời ơi cưng cái sao. Trời ơi sao mà giống nhau quá vậy trời. Y chang luôn nè. Sao mà giống quá vậy nè, cũng mặc cái quần đen luôn nè, thấy đó. Không chị Xui may cho bộ đồ đẹp quá à.
Trong lúc mọi người nấu ăn thì Quốc Thuận đã phải âm thầm sắp xếp bài mưu tính kế cho người đón từ ở dưới Gò Đen lên đây. Trời, cảm ơn Thuận. Đúng luôn. Bài mưu tính kế là đi xuống dưới Gò Đen luôn đó hả? Đúng rồi. Hèn làm gì chị biết? Trong quá trình mà chị nấu ăn chị nói ủa sao Quốc Thuận vậy đâu? Đó. Không vậy biết. Đó. Bởi vậy chị cứ tưởng là em bỏ để em nghĩ quen đi. Nghĩ quen thôi. Chị còn nghĩ là trong chợ này có nhỏ nào chân dài đẹp nó thu hút em làm em bỏ mọi người vậy? Tao bây giờ hai bà xui gặp nhau thì có cái điều gì nói không? Nãy muốn khóc gì thấy chị muốn khóc gì hồi nãy hả? Lợi Quốc Thuận nói bây giờ chị xui biết không hỏi chị xui sao? Bất ngờ mà đâu có biết mà tưởng chị bệnh ốm nha nhưng mà cuối cùng nói là chị không có sao mừng quá. Khi nào cũng lo bằng từ viên thuốc miếng ăn mỗi ngày mà tôi nội nè về điện lên con lấy cho chị xui ăn này ăn này ăn này cần nha vô đây hai bên nội ngoại có đầy đủ hết à, và hy vọng rằng là gia đình chúng ta lúc nào cũng vui vẻ cũng đầm ấm cũng tươi vui như thế này nha. Rồi bây giờ mình thử nướng cái món bún riêu này xong ăn xong rồi chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nha. Cô, hồi nãy con thấy cô đi vô đây nè. Cô giác đồ mà khệ nè, dữ lắm. Cô tính dọn nhà đây ở với lại bà Xui hả? Biết sao không? Mỗi lần mà cô lên đây á, biết bà Xui khoái đủ. Tôi biết hết hồi nãy là hồi nãy tôi đón đường ở ngoài kia là tôi biết hết rồi. Bông tơi, bông tơi luôn. Rồi sao cô khỏe vậy? Cái món này nè là cho con gái Xui quá nè. Rồi cái này là bắp chuối là cho gái lớn. À, đúng rồi, đúng rồi. Không, trời ơi, tôi biết hết á. Đây nè, đi qua đây thăm xong rồi chiều đi thăm ghé lớn. Trời ơi, cái mì toàn là đồ. Đó, bắp chuối cho ghé lớn nè. Rồi, rồi cái món này à, cho Quốc Thuận nè. Không có, cho bà Xui. Chị cho ăn không mà bụi. Nhiều lắm không, không nhiều lắm. Người miền Tây. Ông ta kêu ông không có trồng dạ. Thuốc gì hết. Đu đủ dạ. Nhiều quá ăn không hết cho Quốc Thuận trái nha. Đúng rồi. Không, cái này là nên cho Thúy Nga. Tại ăn đu đủ da mặt rất là đẹp và nhìn trường. Nhìn đó. Sống sống đặng làm gỏi ăn. Dạ, sống làm gỏi ăn ngon lắm. Đó, dễ thương vô cùng luôn á. Trong cuộc sống này là em thấy là em một người rất là may mắn luôn là em có được hai người mẹ. Tại vì thật sự đối với em á, mẹ chồng em á cũng không thua gì mẹ ruột. Tại vì mẹ thương em lắm. Đôi khi mẹ còn dễ hơn là mẹ ruột em nữa. Tại vì mẹ ruột em á thì sợ nhiều khi mình sống không có đúng á thì khi phiền lòng ba mẹ chồng thì mẹ hay nhằn nhừ nhừ la để mà mình tốt hơn. Nhưng mà thật sự đây là mẹ chồng em dễ lắm. Cái không có la, em làm dâu tính nha, bây giờ là 9 năm hả mẹ? 9 năm phải không? Là mẹ chưa la em cái gì hết. Nhiều khi mẹ em cũng dữ lắm á, tính em hơi nóng tính á. Nhiều khi mình nói nhiều khi cũng làm mẹ buồn nhưng mà mẹ không bao giờ trách móc em hết á. Có mẹ ruột em la em thôi. Đó. Không phải chỉ riêng em mà cùng em với vợ em luôn cũng mong muốn tiếp nhất là hai mẹ của tụi em đều có sức khỏe để sống đời với con cháu. Điều tụi em mong muốn nhất thôi. Với mẹ vợ thì sao? Nói chung không ạ, anh nói riêng đi. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã hỗ trợ hết sức cho tụi con mới có thể làm được những công việc lo cho nhà và cho xã hội. Đúng rồi. À, cô, hãy là con có hỏi cô Hương đây là về con dâu rồi. Con bây giờ con muốn hỏi chính thức cô, trong mắt cô đây là một chàng rể như thế nào? Tuyệt vời, không phải cô hai thằng rể luôn. Dạ. Tức là đối với cô á, là mẹ vợ là cô còn sống nha. Nó rất là thương yêu cô Hiếu Thảo với cô lắm, hai thằng rể nha. Còn đối với ba nó đã rất khuất chết rồi. Mà nó cũng rất là thương luôn. Đó là cái đặc biệt như vậy á. Rồi còn cô Hương, cô có những cái mong muốn ra sao? Thì là tôi hết bệnh như vậy là cũng nhờ được mọi người chăm sóc. Ở trong đó là có chị Xui rồi có hai đứa con, dâu với trai. Thì có nhờ vậy mà cái bệnh nó cũng dần dần nó qua đi. Có hai đứa cháu cũng là niềm vui, niềm an ủi. Thành ra cũng như mình càng muốn sống lâu. Mình có một cái ý chí để mà vươn lên để mà sống. Để vượt qua những cái bệnh tật. Thành ra là nhờ vậy mà bây giờ nó hết bệnh vậy đó. Thương chị Xui lắm, thứ nhất là chị Xui nghề, thứ hai là đối xử với con gái mình cũng như là con ruột. Dạ. Thành ra là mình trân trọng lắm, mình trân trọng chị và mình mong là sức khỏe chị lúc nào cũng sống yên vui. Mỗi lần chị bệnh vậy là nói chị Xui ơi, chị Xui ráng sống nha, chị Xui ráng sống nha. Nếu mà chị Xui mà chết thì tụi nó rất không nhỏ rồi, tụi nó chịu không nổi đâu. Chị Xui ráng sống với tụi nó. Cái điều mong muốn của cô hiện giờ là gì? Cái điều mong muốn bây giờ là cũng mong cho cái sức khỏe của mình nó được như vậy hoài, cũng như là nó hết bệnh nặng để nó đừng để mình còn phụ giúp được con cái.
coi chừng con cho nó để mình để nó làm những công việc thiện nguyện này kia. À, hôm nay thì đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì chị Thúy Nghe với Quốc Thuận không chỉ là đến đây chỉ có hai chị em mà còn mang đến đây một món quà. Một món quà, nói chung là một món quà vật chất để mà gửi tặng cho gia đình nhé. Quốc Thuận hay thích tặng quà được lắm mà đi đâu cũng đây đâu quà tới rồi. Đây đó, xin gửi tặng cho gia đình ha. Đây là một bếp từ ri thiết kế mỏng, thời thượng, công suất 2100W, giúp nấu ăn nhanh hơn, ngon hơn với nhiều chức năng bền bỉ. À, đây là một sản phẩm được bảo hành 2 năm. Là gì mà nấu ăn là em khoái. Gì mà một vàng hàng nội trợ là khoái đúng không? Thích lắm, không hết quần áo gì đâu mà hết mấy này nè. Thực sự hôm nay là Thúy Nga cảm ơn vợ chồng Kim Long Nhân với lại cô Hương với lại mẹ của Kim Long rất là nhiều đã cho Nga một cái buổi trò chuyện rất là ý nghĩa và cho Nga được nhiều cái cung bậc cảm xúc á. Cuộc sống này không phải cứ có tiền là có hạnh phúc, đôi lúc mình sống nó vừa đủ mà cuộc sống của mình á, mình biết chia sẻ, mình biết yêu thương mà mình biết làm những cái điều thiện nguyện, đó mới là hạnh phúc. Thì em cũng thay mặt cho hai mẹ ba với lại ông xã em thì vợ chồng em cũng như gia đình em xin cảm ơn chị Thúy Nga, cảm ơn anh Thuận, cảm ơn chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã đến đây và coi như là trò chuyện với mẹ em, hai mẹ của em cũng như là tạo thêm động lực cho bà. Coi như là thật sự đây là cái nguồn động viên rất lớn giúp cho bà có thêm sức khỏe. Và thứ hai nữa là động viên cho vợ chồng em càng ngày càng yêu thích cái công việc thiện nguyện hơn. Thì Quốc Thượng một lần nữa xin chúc cho tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta sẽ luôn luôn hoan hỷ, luôn đầy ắp niềm vui và đặc biệt luôn luôn có sức khỏe. Đó. Sức khỏe mới là vàng.